cho anh đi. Anh đi chơi. Em đi tìm hiểu. Người ta Linh nó bảo muốn bài gì bài. Cầm đi cái gì. Xuống ở đó cũng được. Hả? Xuống ở đó cũng được con. Nó chỉ cho. Thôi, liệu trong kia hết đi, chỗ này khu ăn uống người ta mà, liệu gì? Đi đâu? Đây nè, đây bó nằm đây rồi, uống gì nữa. Đi đường này xuống, đi đường này xuống. Đi. Nói gì? Đây, đúng rồi. Rồi. Được. Kệ mặt đại đi con. Ủa Hiệp đi ra ngoài làm gì đấy Hiệp? Chứ ăn trực mà còn ngồi không nữa rồi. Mình coi kỹ Hiệp. Dạ. Ra ngoài mình coi ai làm gì mình phụ đi. Chứ mình ăn trực mà mình còn ngồi không nữa thì nó có kỳ đâu. Mặt mình phải dày vậy nè. Đó, anh thấy mặt nó phải dày vậy nè. Đó, đó, phải dày vậy nè. À. Bởi vậy cái lúc mà làm á, không ai chứ. Nói tiếng nào. Lúc mới vừa đặt đứt xuống cái là bắt đầu lại có thỉa sói nói này nói nọ. Để uống tí dậy ăn sắp sàng luôn. Mẹ nó lạnh nó mẹ có miếng mát không?
Rồi, cái này cái này cũng cắt được luôn. Đây là một bột nắng của Rica đúng không? Biết đâu rồi, biết ơi. Biết rồi. Các bạn hết rồi không con? Ăn không hết hả? Rồi để ba ăn phụ cho. Sớm ăn phở rồi. Gia đình có gì ngoài điều kiện đâu. Chúng chưa? Còn mở chúng chưa? Rồi.